Anh em có nhu cầu mua lịch CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lịch rẻ 24h.com. Alo. Vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em nó cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Đây, như anh em yêu cầu thì hôm nay mình đã mượn được click ở trong clan. Mình sẽ test cái bộ Fanta CBS Fanta Fista. Fista đi. Nó không có chữ L anh em ạ, đó là chữ S. Đọc là Fista đi. Fista CBS. Nghe được đấy. Bộ này thì lúc ấy mình nhìn qua cái ảnh ở trên cộng đồng thì thấy nó khá là đẹp. Vào game mình không biết thế nào. Vào game cũng được này anh em. Nói chung là màu cũng được, màu mè đẹp. Trước tiên đến với cái bộ này thì mình cũng sơ lược qua một chút nha. Cái bộ bộ combo mình đang chuẩn bị làm này, mình đang làm đây. Thì để mà nói mà delay thì nó hơi chậm. Ngày mai ngày kia khả năng là mình sẽ lắp quắm VIP và mình delay thử xem. Hôm nay mình là bắn full bộ xem là uy lực của bộ này nó như nào. Chủ ác cũng đầu tư phết. Quay full bộ luôn anh em ạ. Quá ghê. Ở đâu đây, ở đâu đây? Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Vừa vào cái chưa kịp lổ máy, từ từ đã. Có thằng sắt đúng không? Hết sức bình tĩnh. M200 này thì đẹp rồi. Khẩu quắm thì mình không khoái lắm, tại vì nó không delay, nó không mượt. Khẩu lục này là 1896, M1896 là có phải là khẩu Mauser không ta? Giống hệt khẩu Mauser này. Nhưng là hai khẩu là một tên nó là như thế sao anh em ạ? Khẩu lục thì nó có hai cái chế độ bắn, đó là bắn chùm và bắn thường. Khẩu này bắn khẩu này mà delay với lại slip thì hơi chậm. C4 này. Để tính nhá. Đây 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 đây, hồi sinh cho nó, hồi sinh cho nó. Hay quá. Mấy tôi tiếp kia vừa đấy mình bắn vào khe cửa hay sao ấy, được 95 máu, quái cả xưởng. Cái map bến cảng này thường thường là mình hay bắn ở chỗ này này. Chỗ này có nhiều thằng nó kiểu nó đi không may nó sơ ý, nó lách ra cái khe ấy là mình bắn được. Đầy thằng đi sơ ý anh em ạ. Chỉ cần sơ ý hở một cánh tay thôi là chết. Ôi giời ơi. Còn học cả cái bài nhấp bắn qua khe cửa. Ghê quá nhờ. Lên B này anh em ơi, chiếm được B rồi này. B này, B này. Lên B đồng đội chết hết rồi. Trời ơi. Chịu chịu chịu. Bình tĩnh nha. Cuối B còn này. Ủa còn hai thằng cơ. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Má đuổi luôn cơ. Ghê đấy. Ôi, mẹ bắn cọp đau quá. Cầm cọp nó dí mình luôn. Tuổi lìn à. Em cặc. Mẹ gáy đi tí tôi bắn nó sắp mặt lìn à. Má vừa vào test súng nó cầm cọp nó dí mình nó còn gáy anh em ạ. Tem mình nữa. Má móc mít này. Đâu hiểu tem mình làm gì vậy. Trời ơi, mẹ đi hầm B lên này. Sao cứ ra A nhở. A slip nó bắn rồi vỡ hết mồm miệng.
Team này không ổn rồi anh em ạ. À, vào test súng rồi, đã gặp cái tem yếu rồi, này thằng kia lo lại còn chửi do. Khe cửa không thằng nào phô ta. Room này chứng tỏ là nhiều thằng biết bắn đấy. Méo thế đâu cả. Ủa, khói thế, từ. Méo nhìn gì đâu. Không biết là khói quân nó hay quân mình đáp nhỉ. Như là quân mình đáp, đấy là quân nó đâu. Nhìn con M200 này đẹp vãi. Đẹp thật, công nhận là đẹp thật. Cái gì kiểu là mới kiểu là mới ra. Nhìn cái gì cũng đẹp. Khẩu lục với khẩu quắm thì mình không khoái, không thích. Khẩu lục với khẩu quắm nhìn như kiểu cũ. Khẩu M200 mình nhìn lạ mắt này. À, khẩu này chả giống với cái khẩu gì nhỉ? Khẩu màu đỏ đúng không anh em? Khẩu này chả giống với khẩu màu đỏ. Khẩu màu đỏ là cái lớp cái màu xám đen này ở trên khung của cái thân súng này nó đổi thành màu đỏ, còn cái chỗ màu xanh kia nó chuyển thành màu trắng này, phải mình nhớ không nhầm. Thằng này đâu rồi? À đây rồi, ngu này gãy tao này. À, gãy tao à. À, cậy bên kia có clan đông đúng không? À, bắn được người ta mạng gáy ghê thế. Cái này bậy. Cái thằng lìn này nó giạt xa thật. À, thường thường chúng nó đứng ngay cửa, nó giạt mẹ hẳn xuống cái chỗ thùng gỗ. Nó giạt sâu thật đấy. Trời ơi, mày định làm gì? Má, nó bay sồng sồng sọc lên bắn mình kìa. Siêu nhân à? Giờ mới biết siêu nhân là hơi muộn rồi. Thấy chưa? Thấy siêu nhân bắn chưa? Hay quá nhờ. Cái team này mình ấy mà đúng ra mà ép được cái hầm B này ngon này. Bên kia bọn nó cũng không phô hầm B nhiều. Đấy. Bọn này nó cứ lắt ra lắt vào ấy, hở một tí xong nó lại mất hình luôn. Thằng mít nhá. Mấy này canh mít kiểu gì mà để lủng thế nhờ. Bình thường như nếu như mà nó bắn vui là tôi cầm slip tôi đẩy lên hầm rồi đấy. Ôi trời ơi, công vậy. À, quý bề nó bắn mình 1C luôn. Quý bề còn này. Má, cái ông ở nhà kia canh mít mà để nó mò mít lên nó bắn chết mình ạ. Má, mình đã canh cái thằng quý B rồi. Nói chung là cái bộ này bắn được anh em ạ. Bắn được. Có khẩu lục nó mạnh nhưng mà mỗi tội hơi chậm. M200 thì ngon rồi. M200 này bỏ con quắm kia ra, bỏ con quắm CVS ra, thay con quắm hít vào là ổn đấy. Theo mình nghĩ là ổn đấy. Mình thì thích chơi những hàng nào đẹp cơ. M200 này vừa đẹp lại còn vừa mạnh. Chơi được. Ê.
Rồi em lên hầm đi. Đấy em lên hầm đi, tôi kê hầm cho. Góc 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 góc. Hay chưa? Gãy đi, gãy đi, gãy với chúng tôi à. Bình tĩnh nhá, cẩn thận, hôm nay là clear cho sắt hai à, ok để đấy, kiểu gì nó móc quý bì anh em ạ. Thấy chưa, tôi bảo mà. Mày lắt léo à, lắt léo à. Thằng này bắn lấy giờ bắn sảnh nó mấy phát ở khe rồi. À chửi tao á mày, chửi tao mày, mày chửi tao là mày còn chết. Mày chửi tao thì mày còn chết nhá. À dám gáy tao à. Ui à này. Sát 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 sát. Rồi. Anh em bắn cái gì vậy? Hai. Ép lên thôi, 3 bắn 1, bé ép lên C4 thôi. Rồi thằng đấy rồi. À, bị nó đập khói khó nhìn quá. Mệnh. Mẹ nó vừa mới nhìn cái còn 76 máu á. Bắn gì ghê vậy? Bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Thằng ép QB này, đập khói cẩn thận ép QB. Biết ngay mà. Ấy thằng gà này, thằng gà này. À nó chết luôn rồi. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Thằng này ở A, thằng này A. Đây đây này, tôi chặn đầu nó xem nào. Vào B C4 đi. Này quá bạn ơi. Mới đầu là mình định vác cái con M200 đi mình bắn đơn cơ. Mới sau mình thấy nguyên bộ thì mình bỏ ô bắn đơn thì lại không test được cả bộ. À, thế mình vào mình bắn C4. Bây giờ mít có nha. Này thế nhở. Bên kia có bạn anh ấy bắn tốt đấy. Bắn được ấy. Không ổn đâu. Ở bên mình có ông 09 ạ. Cửa vẫn không có. Hầm B này. Thịt mệt. Khói quá chả nhìn cái gì cả anh em ạ. Bọn này ép láo thế nhờ. Well, Ngọc Trinh ép ghê vậy. Xong rồi đấy, xong rồi đấy. Không 10, ông kia không 10 luôn. Bên kia ép đều á. Ép cả B cả A luôn. Đấy ra A xem nào, bọn này ép A ghê thế cơ.
Ua. Ua. Má nó ép 6 thằng A phát cả trường ạ. Ghê vậy. Lại lao lại lao. Tôi phải ra tôi bắt bọn này mới được. Má ép gì ép ghê vậy. Nên hết đây. Từ từ bạn ơi. Có thằng. Lại là thằng gà. Mày cũng có duyên đấy. Ủa ôi. Bạn yếu luôn. Từ từ nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Ở đây. Nữa. Được chưa? Các ông định ép A với tôi á? Nên A này anh em ơi. A này, A này, A này. Chết kỹ chưa? Hay rồi. Bắt sao tự nhiên này anh em thoát hết đấy nhở? Tự nhiên này thoát hết, mỗi bên thoát hai ông kìa. Bên này còn 6 bắn 6. Bắn em ba chăng? Lên đây, lên đây. Vẫn thích F3 anh em ạ. Sắt có này, sắt có này. Ngu nè. Gáy nè. Gáy với chúng tôi à. Hỏi cái đéo mà hỏi. Bắn được người ta phát thì gáy. Tuổi lồn à. Cày lắm, thành niên cày lắm. Đúng rồi, ngu à, đúng rồi. Gáy tôi gáy lại cho. Làm gì nhau đúng không? Đến B rồi, đến B rồi. Phóng thẳng sang B luôn. Này quá, méo được thằng nào luôn. Từ lúc mình ra mình bắt cái cuối A cho bọn kia đéo dám ép nữa. Ép nữa là vỡ hết mồm miệng ngay. Lên luôn đi, lên luôn đi. Đúng rồi. Thế là bom à? Không biết một nhá. Chết, không biết chết. Yo 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 yo. Vào bên này anh em ơi. Sẽ bố lên B đi. Bé canh C4 kìa, bé canh C4 kìa. Đây đây mít để tôi canh rồi. À đây, đây 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 nó đây. Nó hồi sinh này, nó hồi sinh này. Cầu cầu à. Đâu rồi ta? Chạy đi đâu? Siêu nhân đấy. Hết gáy rồi, hết gáy rồi. Hết gáy rồi, bây giờ chuyển sang là siêu nhân à. Góc ngoài tù rồi. Lúc tiền ngay. VL. Thằng B à.
Trời ơi, cây đầu. Bọn này sao nó cứ chết mà nó toàn chửi mình thế nhở? Thằng kia thằng trực tiếp lại chửi mình luôn. Hay chứ ta. Trong bê, trong bê. Mà đau quá, đau quá. Hay quá, trong bê còn thằng. Ok, win. Clip của mình chắc là cũng xin kết thúc tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau nha. Bye bye.